Đây là check focus chút xíu mà giờ tháo ra sau mấy tháng rồi, 2-3 tháng gì á, mình thấy nó đã khoảng 30 cm. Hôm nay mình sẽ xử nó là món bầu luộc. Việc đầu tiên của mình là cắt cái đầu khỏi cái cây. Đây trường là cái cuốn ra nó. Dạ. Và tiếp theo thì do là bầu mình trồng nên mình không có xịt thuốc, chỉ bón cứt bò của thằng Khương nó cho thôi. Nó bầu trồng cứt bò. Bởi vậy chúng ta ăn cứt một cách gián tiếp. Tôi nhớ bầu thì không cần phải gọt vỏ tại vì bầu này rất là non. Rồi, rất là non. Nên từ khi nó đậu trái cho đến khi mà ăn thì nó khoảng 10 ngày thì nó sẽ non. Có vẻ ổn định đây. Nó chưa chín bà con ơi. Bây giờ luộc cũng khá lâu mà. Ô, cái này nó hơi bị fail. Thấy không, luộc lại. Wow, shit. Không fail lắm. Nó có lòng đào. Đâu có fail đâu. Bánh tay hơi dơ kìa bà đi. Má đi mìn nó vậy á. Nhớt không. Đi đổ xăng không một cái là nhớt nó từ tay rồi tới quần rồi tới áo rồi thôi đủ kiểu hết. Đó lý do mà nào giờ tôi thích mặc áo đen. Nước luộc bầu nó chuẩn bị sôi. Mình sẽ làm gì với nó? Quất một mắm đây. Nước mắm Phan Thiết của thằng Thiện, ý quên của má thằng Thiện mua cho. Xong mình dầm nó ra. Thực ra món này món của người Bắc, còn món của người Nam là chấm kho quẹt. Giờ trình bày nó ra gì á, ăn cho nó lịch sự. Ăn không giữa chết mẹ luôn. Đấy là cái này mình sẽ dẹp nó qua một bên, cái này rồi mình xúc cơm mình để một bên. Kiểu ăn mọi rợ nó vậy á. Gọi là nào giờ thích làm mấy món mực xào tá lả hoặc là gà xào đủ thứ rồi. Hôm bữa là đùi gà chiên tùm lum, cà ri, tiêu, rồi ớt, rồi bơ, rồi dầu, rồi bột nêm, rồi ấy, cái gì nữa ta. Rồi hành tây, cái hành tây hồi nắp. Cho nó qua bên này luôn. Đấy. Thực ra cái kiểu mà bới đầy đầy vậy nè, thì tôi ăn cơm ở ngoài Bắc tôi thấy họ bới rất là đầy, chứ không phải như trong Nam ăn dĩa cơm giống như ăn văn nghệ vậy. À, mình sẽ chan cái phần trứng này lên đây. Nói chung làm không được đẹp lắm, mỹ sao ăn được là được. Còn nó nếu mà nấu đi làm thì chuẩn bị hai cái hộp đựng bầu với một hộp đựng cơm sắp. Ăn giống heo không?